giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Hút Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm 22 Các vị bằng hữu Xin chào mọi người Chúng ta vừa nói đến người Trung Quốc Cho dù là học tập nghệ thuật Hay là nghệ năng Đều không rời khỏi mục đích Nâng cao đức tu dưỡng Của chính mình Cho nên trong luận ngữ có một câu nói Để tâm trí vào đạo Giữ gìn đức hạnh nương theo điều nhân vui giới luật nghệ chúng ta học tập những nghệ thuật này những tài năng này là để nâng cao đạo đức tu dưỡng của mình lúc nào cũng y theo điều nhân dùng cái tâm nhân từ để sống với người sau đó làm việc quy củ của việc làm người xử sự đều lấy đức hạnh làm quy củ dần dần có thể khế nhập vào điều mà chúng ta nói là luân thường đại đạo thì chúng ta sẽ có thể thực hiện được một cách viên mãn chúng ta lại xem chữ nghệ này lục nghệ khi một người lúc nào cũng có lễ phép thì họ cũng luôn biết suy nghĩ cho người khác có tâm nhân hậu chúng ta học tập âm nhạc âm nhạc cảm động người sâu nhất cho nên nói di phong dịch tục Mạc thiện ư nhạc Thường thường chúng ta nghe được một số ca khúc Có sự hài hòa âm thanh rất hay Giống là tâm tình rất không tốt Đột nhiên yên bình trở lại Cho nên học tập âm nhạc Không chỉ đung đúc chính mình Việc sáng tác nghệ thuật Cũng là mong muốn có thể lợi ích Cho người khác Cho nên cũng là y vào một cái nhân tâm tâm nhân từ Sau đó lại căn cứ vào đức hạnh Để mà sáng tác âm nhạc Để cho mỗi người đều có thể là một người đạo đức Cho nên người xưa chế lễ tác nhạc Bởi vì âm nhạc cảm động người sâu nhất Vì hiện nay chúng ta hãy xem Vui với lục nghệ Vui với âm nhạc Mà một số nhà sáng tác hiện nay Có cái tâm thái như thế nào có nương theo điều nhân hay không có hay không hiện nay nương theo cái gì nương theo tiền nương theo danh nương theo lợi cho nên vốn là có thể sản sinh ra sức mạnh giáo hóa lớn nhất của âm nhạc thì hiện tại lại trở thành một nhân tố khiến cho nếp sống xã hội đọa lạc xuống nhanh nhất bạn xem người xưa học nghệ thuật động cơ của họ là thành tựu nếp sống cho xã hội là muốn thành tựu đức hạnh cho người khác Kết quả hiện nay mục tiêu đã không còn đúng nữa Cho nên kết quả thì cũng hoàn toàn khác nhau Chúng ta hãy xem có rất nhiều ca khúc Mà ngôn từ và âm điệu của nó Đều khiến nhân tâm vô cùng dao động Cho nên người hiện nay nói Tôi mà có một người thân hoặc là con gái của mình Mà được đi làm một người biểu diễn nghệ thuật thì sẽ rất quan dinh Kỳ thực việc này đều phải xem lại Việc mà chúng ta xem đó là Chúng ta làm những việc này Thì ảnh hưởng gì sao là như thế nào Đây mới là trọng điểm cần phải tư duy Của việc làm người Âm nhạc hiện tại Đầy bộ phận là sôi động Đầy đa số là âm nhạc của phương Tây Cho nên Không phải hễ là của phương Tây Thì bạn đều học theo Phải lý trí Chúng ta nghe những bản nhạc xa xưa của người Trung Quốc Thì tâm rất dễ dàng tịnh trở lại Bởi vì giữ gìn đức hạnh nương theo điều nhân Và cái việc để tâm trí vào đạo Bởi vì âm nhạc của Trung Quốc xưa là ngũ âm Là cung thương, chủy, dốc, vũ Mà phương Tây thì có đến bảy âm Đồ Rê Bi Pha Xoan La xi si. Có người nói bạn xem người ta có đến bảy âm tiết Người ta tốt hơn của chúng ta Có phải so sánh kiểu như vậy hay không? Cho nên con người mà không có sức phán đoán Bạn thật sự là trắng đen không phân biệt rõ Tốt xấu bạn cũng không phân biệt được Bởi vì ngũ âm của Trung Quốc là Cung thương dốc chủy vũ Thì ngũ âm này tương ưng với ngũ tạng của bạn Là gan tim tỳ phổi thận Lại tương ưng với việc trời đất Cùng hòa hợp lại tạo thành kim mộc thủy hỏa thổ lại tương đối tương ưng với nhân lễ nghĩa liêm sĩ đây là ngũ thường quan trọng nhất của đời người chúng ta ngày trước không hiểu văn hóa truyền thống chỉ là thường hay nghe nói nó có tinh thần bác đại tinh thâm nhưng mà cũng không có cảm nhận được đó bác đại tinh thâm ở chỗ nào vì sao dần dần thâm nhập kinh điển bạn không thể không bội phục bởi vì cung thương dốc quỷ vũ đều là toàn âm Cho nên nốt nhà Vô cùng ổn định Đều khiến cho lòng người bình tĩnh trở lại Mà trong bảy âm đó Có pha, si Đây gọi là bán âm Cho nên nếu ca khúc nào mà trong đó có càng nhiều nốt pha si Thì sau khi nghe xong tâm trạng của bạn Sẽ như sóng dân trào Khi con người thường xuyên sao động dân trào Thì rất dễ làm việc theo cảm tình cho nên hiện nay thanh niên Làm việc theo tình cảm rất nhiều Bởi vì họ ngày ngày Đều nghe những loại nhạc tình ái này Lý trí của một người cũng sẽ rất khó xác lập Chúng ta từ nhỏ đã dùng những loại này Thì sẽ khiến cho tâm trạng của chúng Dùng những loại âm nhạc rất là sao động Để cho chúng nghe như thì làm sao mà lý trí được chứ Chúng ta thường xem thấy có một số trẻ nhỏ Hát biểu diễn tình ca sau đó còn bắt chước những ngôi sao đó Chỉ có 7-8 tuổi Mà đã giả bộ ra dáng vẻ rất là đau khổ rồi Cho nên mới nói lý trí con người Muốn hình thành thì đã trở nên rất là khó rồi Có biết bao nhiêu là thứ Khiến cho bạn không thể hình thành lý trí Quảng đế Khang Hy Là một người rất có trí huệ Con cháu của ông Trước khi được 20 tuổi Thì không cho chúng đọc thơ từ ca phú Vì sao vậy? bởi vì rất nhiều thơ từ ca phú đều là do tình cảm của nhà văn nhà thơ viết ra nếu như lý trí xây dựng được thì mới có thể dùng tình cảm lý trí mà chưa xây dựng vững thì tình cảm sẽ rất phong phú thì sẽ rất dễ dàng dùng tình cảm để làm việc âm nhạc thì cũng như vậy loại âm nhạc này nhất định có thể hung đúc được tính tình thì mới có thể sáng tác mới đáng để học tập Cho nên việc quan dương âm nhạc của Trung Quốc Cũng không phải là chỉ người ở đất nước chúng ta làm Mà còn là những người tạo phước khắp nhân gian Âm nhạc cũng như vậy Cũng là phải y, ư nhân, cứ ư đức, chí ư đạo Cho nên học tất cả nghệ năng vẫn là phải lập chí hướng Tu đạo Thành tựu cái luân thường Đại đạo cho chính mình Tiếp theo là xạ Xạ của xạ tiễn Việc bắn cung thì quan trọng nhất là Ở huấn luyện định lực Định lực rất là quan trọng Một người mà tâm tánh không định Thì có thể làm việc lớn hay không? Không thể nào Họ thường hay sao động Thường hay xảy ra chuyện Cho nên trong tất cả nghệ thuật Đều cần phải có sự huấn luyện định tánh Huấn luyện tính kiên nhẫn cho họ Định được rồi, nhẫn nại được rồi Thì có thể nhìn ra được rất nhiều nguyên lý, nguyên tắc Của nghệ thuật là ở đâu Họ có thể nhìn thấy rõ ràng Họ liền có thể nắm bắt được Rất nhiều nguyên lý, nguyên tắc Của thiên địa, dạng vật cho nên việc bắn cung vì họ phải hết sức tập trung Thì mới có thể bắn được chuẩn Huấn luyện này quan trọng nhất là phải định Định thì có thể khai trí huệ Tâm quá sao động Thì tuyệt đối không thể tương ương với trí huệ được Thứ tư là Ngữ là lái xe Đánh xe Người xưa học đánh xe Thì có thể rèn luyện cho họ thấy được gì Họ đánh xe phải chuyên tâm Chú ý nếu không sẽ nguy hiểm Cho nên việc này cũng là huấn luyện họ được chuyên chú Tiếp đến là huấn luyện cho họ có thể phục vụ người khác Nếu như bạn cứ luôn không thể phục vụ tốt người khác Đánh xe cứ lão đảo không yên Thì người ta ngồi phía sau sẽ rất quảng sợ Cho nên bạn phải luôn cảm nhận được Cảm giác của người ngồi sau Nó cũng là đồng thời huấn luyện tính nhân từ của người khác tâm nhân từ sau đó sẽ cảm nhận tâm của người khác lấy mở rộng ra chính là là một người cùng có tài năng thì càng có thể phục vụ người khác nếu không chúng ta đều không có năng lực cũng không thể giúp được gì thầy lý của chúng tôi là một nhà tư pháp thầy vì để viết được chữ đẹp đi đến đâu cũng là vì người phục vụ khi càng biết phục vụ người khác thì thầy càng nâng cao được lòng nhân từ của mình Lòng nhân đức của mình Cho nên điều khiển xe cũng như vậy Là điều nâng cao được đạo đức Học vấn của họ Sau cùng là thư pháp Thư pháp thì luyện định tánh của chúng ta Giả lại học thư pháp đích thực là Phải nhất môn thâm nhập Giống hệt như việc cầu học vấn Hiện tại vì sao mà biết Bao nhiêu kỹ năng nghệ thuật của Trung Quốc Đều sắp đoạn mất bởi vì hiện nay tìm không ra được những học trò có thể chuyên tâm chú ý một môn thâm nhập vì vậy hiện nay rất nhiều người trong giới thư pháp là dạy như thế nào nào đảm bảo anh trong vòng ba tháng là có thể đi thi đấu rồi cho nên con người hiện tại động cơ để làm việc một cái gì đó thì đã sai rồi mà sai là sai đến cùng cực cho nên sau khi đã định được rồi thì mới có thể thật sự đem môn nghệ thuật này càng làm thì càng tốt thư pháp gia nổi tiếng trong giới thư pháp của chúng ta là lão tiên sinh khải công ông đã từng là nhà thư pháp được công nhận trong giới tư pháp nhưng mà hiện tại ông vẫn còn đang luyện tập là cái gì để tập luyện mô phỏng theo viết phỏng theo cách phỏng theo là lấy chữ đặt ở phía dưới sau đó lấy một tấm kính lót lên trên rồi bắt đầu tập viết theo nét chữ bên dưới cho nên anh đã viết được chữ đẹp như vậy sau khi viết xong thì lại so sánh với chữ gốc anh vẫn cảm thấy còn kém quá xa vẫn là cảm thấy chính mình công phu chưa đủ lại tiếp tục luyện mô phỏng tiếp tục việc mô phỏng này chính là định tánh mà trong quá trình mô phỏng thì sẽ buông xả cái ngã người hiện tại chính là định không được thường hay suy nghĩ tôi muốn tự mình sáng tác ra họ sẽ rất khó để có thể thật sự kế nhập vào sự tinh túy của chữ mẫu mà những chữ mẫu có thể lưu truyền được mấy nghìn năm thì đều là bao gồm được nghệ thuật tinh túy của thư pháp ở trong đó cả quy luật kết cấu của thư pháp cho nên chúng ta không thể buông bỏ cái ngã Để dung hòa vào sự mô phỏng Thì rất có thể nắm được những cương lĩnh này Bởi vì không thể nắm được cương lĩnh Thì tâm lại bất định Bắt đầu học tạp Bên này lĩnh hội một chút Qua kia lĩnh hội một chút Cho nên cầu học vấn cũng vậy Học các kỹ năng kỹ thuật cũng vậy Cái phương pháp này Đích thực là Nếu bạn không có y theo để làm hoặc giả là không có ai dạy bạn Vì thì bạn sẽ rất khó có thể có được thành tựu gì Cho nên kinh sư dị đắc Nhân sư đang cầu Mà khi chúng ta thật sự có cơ hội Thân cận với vị thầy tốt Nhất định phải ghi nhớ là Phải y giáo Phụng hành Làm theo thì Chúng ta sẽ có được sự lợi ích rất lớn cho nên tôi cũng là cùng một vị thầy Học tập thời gian cũng năm ba năm Dần dần cảm nhận được Có thể nắm được giáo huấn của Thánh Hiền Khi chúng ta xử sự đối người thường hay gặp phải cảnh giới Đều là có thể nâng cao mình lên Không dễ gì bị cảnh giới xoay chuyển Vì thế người lão thật Thì sẽ có phước Chúng ta bất luận là cầu học vấn cũng vậy Hoặc là dẫn dắt con trẻ học tập Những kỹ năng nghệ thuật của thế gian này Thì đều phải nắm cho được Những mấu chốt học tập này Nghe lời của người thầy tốt Sau đó lại thêm việc Không ngừng đem những gì đã học được Để áp dụng vào cuộc sống Sau đó Thứ lớp tầng bậc của việc học tập Không thể đảo lộn cho nên chúng ta học tập Học vấn thánh hiền quỹ đầu tiên là Đệ tử quy Nhẫn nại tâm tánh Mà trồng xuống cái gốc cho tốt cho sâu Tâm không nên quá dao động Các vị bằng hữu Tôi hơn một năm nay chỉ học một bộ Cũng chỉ giảng một bộ này Đó là đệ tử quy Kết quả là sau khi giảng được một năm Có vị bằng hữu đến hỏi tôi Về luận ngữ Kết quả là vừa hỏi xong Chúng tôi cũng không có dốc sức để học Mà cũng có thể lấy được rất nhiều thí dụ Từ trong mọi mặt cuộc sống Để giảng nói cho họ nghe Bởi vì hơn một năm Đã nắm được cái cương lĩnh rồi Cho nên tâm cung kính của một người Phải được thực tiễn từ đâu Đương nhiên là phải từ nhập tắc hiếu Từ hiếu thảo cha mẹ mà bắt đầu thực hiện Sau khi áp dụng thực tiễn rồi Mà mở rộng ra Thì áp dụng vào đâu phải từ việc thực tiễn đối với người lớn phải không Ngoài việc đối với cha mẹ Với ông bà phải cung kính ra Còn phải cung kính đối với ai Phạm là người Đều yêu thương Đối với hết thảy người cũng phải cung kính Sao cùng không những đối với người Phải cung kính Mà đối với vật có cần cung kính hay không Cần Đối với thời gian có cần phải cung kính hay không Cho nên để tử quy nói tuổi còn trẻ Quý thời gian Với ăn uống chớ kén chọn đối với thức ăn cũng phải cung kính đối với quần áo của chúng ta cũng phải cung kính cho nên nón quần áo để cố định vả lại chúng ta mỗi một câu kinh văn khai mở ra tuyệt đối không phải là trôi theo không trung mà phải thế nào phải áp dụng vào trong mọi vấn đề trong cuộc sống cho nên chúng tôi vừa nói với bằng hữu đó xong thì họ cũng lập tức biết được là phải bắt đầu bắt tay từ đâu khi thứ tự học tập của chúng ta Mà thật sự là Đang nghe theo sự giáo huấn của tánh hiền Chỉ thì việc học của bạn liền làm Thì ít mà được công lại nhiều Vẫn là y theo trong tam tự kinh đã nói là Học xong tiểu học mới tới tứ thư Để mà học tập Bác học Học trọng là Trọng điểm đầu tiên Trong việc cầu học Tiếp theo là thẩm vấn vậy thì vậy trước phải có bác học học rộng thì mới có thể tiến đến thẩm vấn là xét hỏi vì sao vậy khi họ đã có chỗ học tập rồi thì họ mới hiểu được cương lĩnh của học vấn thánh hiền là ở đâu họ mới có thể thuận theo đạo lý này mà đi dò hỏi nên nêu ra câu hỏi cũng do họ có học rồi họ mới biết trong quá trình làm thì xuất hiện những tình trạng gì Họ mới biết tiếp đến mà làm việc Tâm có nghi thì chép lại Sau đó lại đi thỉnh giáo Cho nên phải có học thì mới đi hỏi Học hỏi, học hỏi Sau khi học rồi thì mới đi hỏi Hiện tại thì không như vậy Vẫn còn chưa học mà vấn đề cứ đầy cả Chúng tôi thường gặp một số người bạn Gặp lại họ thì giống như họ đến để kiểm tra vậy hết vấn đề này lại nói tiếp vấn đề khác. Sau đó mỗi lần bạn trả lời vấn đề của họ, vấn đề chỉ vừa mới nói được 30% thì họ nói được rồi thầy Thái, vậy tôi xin hỏi thầy một vấn đề. Sau đó tôi lại rất chăm chú mà trả lời vấn đề mới của họ, chưa trả lời xong một nửa, họ lại nói được rồi, tôi lại hỏi thầy một vấn đề nữa. Họ gì sao lại có nhiều vấn đề đến như vậy? Kỳ thực là họ vẫn chưa học gì, căn bản không biết cái tâm của thánh hiền, học vấn của thánh hiền Giả lại từ tận đáy lòng họ đã không tin là học vấn của Thánh Hiền có thể học được Học vấn Thánh Hiền họ không tin là có thể thật sự dùng cho xã hội hiện đại Họ nghĩ nếu như mà họ hỏi bí được tôi Thì có nghĩa là cách nghĩ của họ đúng Thế là họ cứ liên tục nêu ra vấn đề Để cho bạn đối chiếu Cái tâm thái như vậy Dù có hỏi thế nào Thì cũng không thể hỏi ra được chiều sâu của học vấn cho nên có cái tâm nêu ra vấn đề rất là nặng hỏi một vấn đề gì đó nhất định phải cung kính nhất định phải biết tiếp nhận chỉ dạy hiện nay có rất nhiều người bị nêu ra vấn đề hỏi một lúc thì bắt đầu tán thành với cách nghĩ của người hỏi họ liền đi hỏi tâm thái của họ như vậy có được hay không không được tục ngữ nói thuốc đắng giả tật sự thật mất lòng con người rất sợ nghe lời thật hễ nghe lời thật thì không chịu được cho nên chỉ thích đi hỏi một số người có thể sẽ tán thành ý kiến của họ bản thân họ thì lại tự mình an ủi chính mình rằng bạn xem người khác cũng suy nghĩ giống như vậy cho nên tôi nghĩ như vậy là không sai có một lần khi còn rất sớm có một người bạn gọi cho tôi là một phụ nữ sau khi gọi đến thì bắt đầu khóc lóc Bắt đầu kể ra những chuyện rất sâu xa của anh chồng Sau khi nói xong tôi cảm thấy tâm tư của cô tương đối lắng trở lại rồi Tôi liền nói chúng ta làm người làm việc Người khác đúng hay không Là chuyện thứ yếu Bản thân chúng ta có làm đúng hay không Thì mới là trọng điểm Giả như chồng sai mà ta cũng sai theo vì thì ta và họ đều tầm thường như nhau ta làm gì có tư cách đi nói người ta chồng của chị không đúng là bởi vì chưa học qua giáo dục của thánh hiền bản thân bạn phải làm đúng thì mới có tư cách để nói chồng mình cho nên việc hiện tại mà chị cần phải suy nghĩ đó là bây giờ bổn phận chị làm người mẹ thì phải làm những gì khi một con người Tâm định ở trên bổn phận của mình Thì họ sẽ không buồn giật Cũng không nghĩ ngợi lung tung Lời này của tôi nói xong Thì chị bạn này nói Thầy trái à Lời thầy nói với một người bạn khác của tôi Thì không như vậy Bởi vì trước khi hỏi tôi Thì cô đã hỏi qua hai ba người bạn rồi Hai ba người bạn này đều nói với cô Khoảng thời gian khác nhau Thì cũng phải dùng những thủ đoạn khác nhau Bạn xem những người bạn này Cũng đã chỉ bày cho cô rất nhiều thủ đoạn Chúng ta nói Người khác hỏi bạn một vấn đề gì đó Thì bạn không thể trả lời Tùy tiện Trả lời mà sai Thì hại người ta cả đời Cả đời người ta sẽ đi tìm bạn Cho nên lời mà nói nhiều Thì không bằng nói ít Ta phá 10 cây cầu chứ không phá một cuộc hôn nhân Hiện tại con người xem dạy việc chỉ dạy người khác không thể nói Người như vậy thì thôi đi Tôi có một người bạn Anh đã khuyên bạn của mình ly hôn Kết quả sau khi ly hôn thì hai vợ chồng người đó Thấy hối hận Bản thân anh bạn này cũng thấy rất ái náy Rất nhiều việc có lúc cũng không thể nào cứu giãn được cả đời cảm thấy bất an Cho nên giữa vợ chồng với nhau Chúng ta nhất định phải khuyên hòa hợp Chứ không khuyên ly hôn Giá lại thật sự giúp đỡ cho bạn bè Thì không thể làm việc thêm dầu vào, vào lửa Chân thật giúp đỡ bạn bè Là khiến cho họ nhìn thấy được vấn đề của mình Nhìn thấy bản thân mình chưa làm đủ Thì họ mới có thể trưởng thành hơn Khi một con người có chỗ trưởng thành Vậy thì cả đời họ sẽ có được lợi ích Cho nên khi bạn được người ta hỏi Nhất định phải xoay trở về cái trục này Nghĩa là phải luôn luôn dẫn dắt họ tu thân Luôn luôn hướng họ về cái trục chính này Phản tỉnh chính mình Khi cho người ta ý kiến Cho nên nếu như bạn đã có học rồi Thì bạn sẽ biết Nếu câu hỏi như thế nào Mà trong quá trình hỏi chúng ta nhất định Phải dùng cái tâm trí thành Cung kính để lĩnh hội giáo huấn của người thầy. Đương nhiên bạn phải hỏi, mà phải hỏi đúng người. Chúng ta vừa mới nói là phải lựa chọn được người thầy tốt. Bạn phải tự diệt có lấy thân làm gương hay không? Lời nói đi đôi với việc làm hay không? Có tâm nhân hậu và thái độ khiêm cung hay không? Từ những mặt này mà xem họ có thật sự là người có đạo đức hay không Việc vấn hỏi Thì bạn phải xác định lời nói của người này có đáng tin hay không Thì bạn mới nghe lời của họ để mà đi làm Bạn không nên đi hỏi thật nhiều người Có việc này hay không vậy? Có Bạn đi hỏi rất nhiều người Đến sau cùng thì loạn hết cả lên Thậm chí có rất nhiều người đem việc trong nhà Đi hỏi thiên hạ bên ngoài hỏi xong thì người ta đều biết trong nhà họ đang có vấn đề gì cách làm này không hề có lý trí đã khiến bản thân đi vào một tình huống khó khăn hơn đến lúc đó thì chồng của bạn sẽ hỏi bạn là đã đem chuyện xấu của anh ấy đi kể cho bao nhiêu người nghe rồi như vậy thì anh sẽ càng không thể tha thứ cho bạn hơn cho nên việc hỏi này thì phải tìm cho được người đáng tin tưởng Tìm người đức hạnh để mà hỏi Sau khi hỏi rồi thì bạn phải suy nghĩ cho kỹ Chúng ta nói là thận tư Nghĩa là suy nghĩ cẩn thận Tôi thường thường trao đổi với các vị phụ huynh Hiện tại đa số Phụ huynh đều đẩy con cái đi vào con đường chỉ biết học Để lên lớp Chỉ yêu cầu chúng có thành tích học tập tốt Còn những gì khác đều không cần làm Con chỉ cần học hành cho tốt Kết quả là những đứa trẻ bước ra từ con đường này Từ đó về sau có thể có được những ngày tháng tốt đẹp hay không? Được hay không vậy? Phụ huynh cứ đẩy chúng về phía con đường đó Và lại trong quá trình đẩy chúng như vậy cũng đã tiêu tốn không ít tiền Cũng bỏ ra không ít công sức Nhưng kết quả thì thế nào? Kết quả sau cùng bước ra thì rất nhiều người đều là thất nghiệp thế là chúng ta cảm thấy đáng buồn từ đại học nghiên cứu sinh tiến sĩ tốt nghiệp bước ra trường nhiều người như vậy mà kết quả lại thất nghiệp cho nên rút cuộc là nhân tài quá nhiều hay quá ít xem ra thì như là nhân tài quá nhiều dùng không hết nhưng kết quả là doanh nghiệp lại nói họ không tìm được nhân tài cần tìm đây là phải cẩn thận mà suy nghĩ lại vấn đề này vấn đề ở đâu vậy vấn đề xảy ra ở cả hệ thống giáo dục chứ có thể dạy ra được những người mà doanh nghiệp cần cho nên chúng ta phải có lý trí để mà đối diện với tình hình hiện tại bà mới có thể thật sự bồi dưỡng được một chỗ đứng có thể phát huy tốt trong tương lai cho nên trong quá trình mấy mươi năm doanh nghiệp coi trọng nhất là quản lý chất lượng toàn diện trong quá trình quản lý họ chú trọng nhất là gì Chú trọng nhất là chất lượng sản phẩm Thí dụ như nói cái bút này Tôi chỉ cần làm cho chất lượng của nó thật tốt Giữ cho chất lượng của nó luôn tốt Họ sẽ cảm thấy sự nghiệp của mình Có thể làm được lâu dài Cho nên suy nghĩ của họ Nằm ở làm cho chất lượng tốt là được Kết quả là Rất nhiều doanh nghiệp lớn Trong hai ba mươi năm nay Đã bị sụp đổ Cũng giống như ngân hàng của Anh Quốc Doanh nghiệp hơn 200 năm tuổi Chỉ bởi vì Một nhân viên Singapore của công ty Đã dùng công quỷ Vào việc khác Mà cơ nghiệp hơn 200 năm Đã bị hủy hoại Trong một ngày Công ty của họ là Thông qua các loại hệ thống kiểm soát chất lượng ISO 900 gì gì đó Ồ chất lượng sản phẩm Của các vị thật là tốt Làm rất là tốt Kết quả là cơ nghiệp hơn 200 năm Không giữ được cũng bởi vì phẩm đức của nhân viên không được tốt Đây là sự việc xảy ra vào năm 1995 Năm 2001 Tập đoàn An Long Là doanh nghiệp lớn thứ bảy trên thế giới Doanh thu một năm hơn 100 tỷ đô la Kết quả là do hai người chủ quản Đã dở trò Trong vấn đề kế toán điển thủ riêng một số tiền mà công ty đã phải tuyên bố đóng cửa vào năm 2001. Vì thế mà người ngoại quốc đã giật mình. Tôi liều sống liều chết dựng nên cơ nghiệp mấy chục năm, mấy trăm năm. Nhưng bởi vì phẩm chất đạo đức của nhân viên không tốt mà phải hủy hoại trong một ngày. Thế là các doanh nghiệp lớn trên thế giới bắt đầu từ coi trọng chất lượng sản phẩm chuyển sang coi trọng phẩm chất đạo đức của nhân viên của viên chức cho nên trọng tâm của quản lý học từ tqm chuyển sang tem chữ y này là ethics quản lý luân lý đạo đức toàn diện xã hội tương lai đã chuyển sang phương hướng này rồi cho nên tương lai người càng có đức hạnh Người càng đáng tín nhiệm Thì vì sao phát triển càng tốt Chúng tôi đã tiếp xúc qua một số doanh nghiệp Tôi cũng đã từng đi đến các doanh nghiệp Để diễn giảng Chúng tôi đều thỉnh giáo với họ Các vị cảm thấy hiện tại muốn tuyển dụng những nhân viên như thế nào Nhất định là không có một ai nói với bạn là Họ cần người có học lực tốt Đều là gì vậy Đều là thành tính Có trách nhiệm Biết đảm đương Đều là những đặc tính làm người xử sự như vậy đang thiếu thốn nhất là nhân tài cho nên người làm cha mẹ như chúng ta có thể cẩn thận suy nghĩ đến việc dung bồi đức hạnh cho con cái là thành tựu sự tu dưỡng của chúng thành tựu nền móng cơ sở quan trọng nhất cho sự nghiệp cuộc đời của chúng khi hiện nay chúng ta hiểu được vấn đề dung đắp đức hạnh cho con cái thì về sau chúng đối diện với xã hội mang tính toàn cầu thì chúng đã có một chỗ đứng vững vàng bất bại rồi Vậy thì bạn còn lo lắng gì nữa Cho nên chúng ta lý giải được Ở chỗ chữ thận tư này Biết cách mà phán đoán Mà phân biệt gì thì từ nhỏ Chúng ta nên dạy con cái những gì Bạn phải biết nhận biết Phải biết cách chọn lựa Phải biết việc nào cấp bách Việc nào là thứ yếu cho nên đức hạnh thì phải xếp ở vị trí đầu tiên Tri thức và kỹ năng phải xếp ở phía sau Như vậy thì cái thận tư đó của bạn mới có giá trị Nếu không thì mỗi lần nghe đến sẽ nói thật sự là có đạo lý Nó rất là hay Nhưng mà khi trở về Nhìn thấy rất nhiều người đều đang đi học thêm Thì lại đưa con đi học Cuộc đời con người chưa có thật sự thấu đáo Được đạo lý thì bạn sẽ rất khó mà chuyển biến nó thành hành vi được cho nên bạn thật sự có thể suy nghĩ đến mức thông suốt thấu đáo rồi thì con cái bạn sẽ có đại phước báo cho nên khi đối diện với rất nhiều đạo lý thì bạn phải suy nghĩ sau đó thì chuyển biến thành hành vi như vậy học vấn của bạn mới thật sự bén rễ một cái đạo lý nhất định phải thông qua bác học sau đó là thẩm vấn rồi thận tư vì thì bạn đã phân biệt chính xác rồi Sau đó thì phải áp dụng Bắt đầu dạy đức hạnh cho con cái bạn Nếu như bạn không có đốc hành Nghĩa là thiết thực thi hành Thì những điều như bác học thẩm vấn thận tư Minh biện ở phía trước đều là dấu ích Vì thế Đầu mối then chốt trọng yếu nhất Vẫn là ở nỗ lực thực hành Đốc hành Kỳ thực cuộc đời chúng ta đối diện với rất nhiều hoàn cảnh Đều cần phải cẩn thận suy nghĩ Là thận tư chúng ta lúc trước khi bà nói đến quan hệ ngủ luôn mới quan hệ cha con có cần phải suy nghĩ cẩn thận hay không cần vì sao vậy khi giáo dục luôn luôn cẩn thận bắt đầu cẩn thận khi bắt đầu đây chính là thận tư hôm nay con trẻ không ăn cơm thì phải làm sao làm sao ạ à? bây giờ đứa trẻ nói hôm nay con không muốn ăn cơm cha mẹ sẽ làm động tác gì dỗ dành nó năn nỉ nó ăn thêm hai muỗng nữa con mà ăn xong chén này thì ngày mai sẽ dắt con đi mát đô chúng vẫn là đang làm nũng làm quấy lại lập tức bưng cơm lên mà ăn một hơi hết sạch có phụ huynh nào làm việc này hay chưa phụ huynh thì cảm thấy ổn rồi mình đã giải quyết được vấn đề rồi rốt cuộc thì cũng đã ăn xong rồi Xin hỏi đã giải quyết được vấn đề hay chưa vậy? Ngược lại vấn đề đã lớn hơn rồi. Đây gọi là trị bệnh theo triệu chứng, nhưng mà vấn đề căn bản thì càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Các chị bằng hữu, Đông Tây phương khác biệt nhau là ở chỗ nào? Tư tưởng người Đông phương là giải trừ từ gốc rễ, người Tây phương là giải trừ trên triệu chứng biểu hiện ra là được rồi cho nên y học cũng là như vậy bị ung thư được rồi cắt bỏ đi không nhìn thấy thì đã khỏi rồi trung y có nhìn nhận như vậy hay không không phải đây chỉ là triệu chứng mà nó hiển hiện ra vấn đề thật sự thì nằm ở đâu khi trong một thời gian dài thân tâm mất sự điều tiết cho nên nếu thân tâm điều tiết trở lại thì bệnh ung thư sẽ không còn nữa kết quả là bạn đem nó cắt bỏ đi thân thể của bạn đâu thể nào tự mọc ra được. Giá lại sau khi bạn cắt bỏ thì bạn phải trả giá trầm trọng. Khi thì mổ sẽ khi thì xạ trị, việc đó rất đau đớn. Rất nhiều người bệnh ung thư không phải do bệnh chết mà do nhảy lầu tự tử, do trong quá trình điều trị quá đau đớn, chịu không nổi mà chết. Chúng ta là một thí dụ như hôm nay có một bao rác nằm ở đó Thì sẽ có rất nhiều ruồi bay đến Người này nhìn thấy ruồi thì rất là giận Liền giết hết mấy con ruồi đó Anh ta sẽ nói là mọi việc đã được giải quyết Chúng hết sạch rồi Qua mấy phút sau thì lại kéo đến một đám nữa Những con ruồi khác lại bay đến Anh ta lại tức giận thế là lại giết chết hết tất cả ruồi Vì vấn đề là bọn ruồi hay sao Không phải căn bản là ở đâu Đúng rồi là ở cái bao rác đó là do bao rác cho nên vấn đề của hôn nhân tuyệt đối không phải là ở đối phương đó là do chính mình chưa đủ khoan dung chưa đủ yêu thương cho nên con người thường xử lý theo triệu chứng nhưng mà cuộc đời của họ cứ phải luôn sống ở trong sự mập mờ không rõ ràng vì thế thật sự là con người hiện đây rất khổ người hiện nay có thể cười Thật là sáng láng Thật sự là rất ít Lý bất minh Khi tôi đi theo ngành giáo dục Đúng lúc tôi đi đến trường học Cô kế toán của chúng tôi đến hỏi tôi Một số tài liệu cơ bản Tôi dạy lớp 6 ở trên lầu 4 Cô ấy lên đến tận nơi Sau khi hỏi tôi một số tài liệu cơ bản thì đi xuống Nhưng đi được hai ba bước thì quay lại nhìn tôi tôi cũng cảm thấy ngại ngại có lẽ các vị cũng sẽ nghĩ là tôi thấy rất ngại cô ấy nhìn tôi nên tôi nói có gì đó không ổn sao cô ấy nói từ trước tới giờ chưa nhìn thấy qua người nào lại cười sáng láng đến như vậy cười cũng có thể giúp đỡ được người khác bởi vì bạn cười rạng rỡ sáng lạng như vậy thì cô ấy rất ngưỡng mộ cho nên tôi liền nói đó là bởi vì tôi học tập thánh nhân. Sau đó tôi đã đem một số sách tặng cho cô ấy, cho nên minh bạch được đạo lý rồi thì bạn mới có thể giải quyết vấn đề căn bản của cuộc sống. Vì thế sự sai khác của phương Đông và phương Tây thì bạn nhất định phải nhìn cho ra, chúng ta mới có thể thấy quý trọng những điều đáng trân quý trong văn hóa truyền thống. Cho nên cũng sẽ không đụng đẩy trách nhiệm Vừa mới nói đến việc Đứa trẻ vừa mới biết anh Thì bạn liền thỏa mãn chúng Ngoài mặt thì chúng nghe lời bạn Nhưng thực tế thì vì sao Chúng nhất định sẽ đòi hỏi không ngớt Chúng sẽ càng lớn mọi thứ Bạn sẽ liên tiếp chịu thua chúng Cho nên Chú Lư con của chú lần đầu tiên không ăn cơm Giờ của chú thì Lập tức làm động tác đi khuyên nó năn nỉ một chút chú liền dùng ánh mắt để ra hiệu với vợ mình em hãy tránh ra đương nhiên cái tiền đề này là vợ chồng đã thỏa thuận ngầm với nhau rồi người vợ rất tôn trọng trí huệ dạy con của người chồng liền bảo cô lui ra sau đó khi chú lư đã ăn no rồi thì liệt nói nào dọn cất hết đi Đứa con thì vẫn cứ ở đó mà bịt miệng lại Tới đêm đó Đứa con Bắt đầu đói không chịu đổi Tự mình gọi dậy kiếm đồ ăn để ăn Lần sau có còn dám quấy nữa hay không Không dám Cho nên quan hệ cha con Phải biết thần tư Quan hệ quân thần Cũng phải thần tư Vào lúc nào thì Nên khuyên nên dùng phương pháp gì để khuyên Việc này đều cần bạn Phải có trí huệ và suy nghĩ vào thời Xuân Thu Chiến Quốc Có một vị vua Giờ một ngày nọ Mẹ của Ngài Đã xảy ra Sự xung đột rất lớn với Ngài Vị vua này Đã nói một câu trẫm không muốn nhìn thấy mặt mẫu thân nữa đã nói là vì sao không muốn nhìn thấy mặt mẹ nữa chưa xuống suối vàng thì không gặp nhau ông đã nói một câu tuyệt tình như vậy đây là trịnh trang công đã nói ra trịnh trang công đã nói ra ông có một quan đại thần đức hạnh rất tốt nhìn thấy nhà vua nói những lời như vậy nên ông cảm thấy nhà vua đã có lỗi rồi chúng ta đối nhân xử thế phải nên ghi nhớ đừng vì hiềm khích nhỏ mà bỏ tình thân đừng vì oán giận mà quên ân cũ câu nói này phải nhớ kỹ nếu không thì chúng ta có thể sẽ có những tiếc nuối hối hận trong cuộc đời đừng vì hiềm khích nhỏ mà bỏ tình thân Đừng vì oán giận mới mà quên ân cũ Con người đừng vì hiềm khích ác cảm nhỏ Mà làm mất đi cái hòa khí như người thân Thậm chí là điện thoại cũng không gọi Đây là làm việc theo tình cảm Lúc chúng tôi mở lớp tại Bắc Kinh Giảng về mối quan hệ ngũ luân nói đến đoạn trưởng ấu hữu tự Có một vị nọ sau khi nghe xong Tự mình rất sám hối bởi vì cô và em gái của mình đã hai năm chưa hề gọi điện thoại qua cũng chỉ vì xảy ra một lần cãi giả cãi nhau một chút mà hai năm không gọi điện cho nhau sau đó trở về cô liền gọi điện cho em của mình nói với em gái của mình là sự sì việc lần đó chị đã sai rồi chị xin lỗi em kết quả là sau khi cô nói lời đó xong thì cô em gái bên đầu dây đã khóc lên khóc rất lớn tiếng may mà hai năm thì đã được hóa giải đã được bao dung chứ nếu như kéo dài đến khoảng năm năm thì có thể là đã mắc ung thư luôn rồi mỗi ngày đều có oán khí trong người máu huyết đều không thông các tế bào sớm muộn gì cũng sẽ bệnh cho nên ung thư trước tiên đều là do bệnh từ trong tâm khởi ra kết quả là sau khi thừa nhận sai lầm như vậy Cả mối quan hệ đã được hóa giải Cho nên đời người không nên đánh cược cái giận khí này Thật là không đáng làm khổ chính mình Sau đó còn làm khổ luôn người thân Đừng vì oán mới mà quên ân cũ Cùng với tất cả thân hữu của chúng ta Không thể gì có một sự xung đột nho nhỏ Lại đem sự giúp đỡ và ân tình của người ta Mấy chục năm qua đối với bạn quên đi sạch hết Đây là việc làm thất đức Tổn phước nhất Vì thế Trịnh Trang Công Chỉ vì nhất thời nổi giận Nói ra một câu Không xuống suối vàng Thì không gặp nhau Quả thật sau so khi ông nói ra Thì ông như thế nào Thấy hối hận Cho nên vị thần tử này phát hiện Vị thần tử này là một người Có hiếu đạo là một người con có hiếu nổi tiếng Cho nên ông có thể cảm nhận được Tôi tin là Vì thần tử này sẽ cảm nhận Khi nghe nhà vua nói ra câu này Thì người mẹ ấy sẽ đau khổ biết chừng nào Một người con hiếu tạo nhất định Sẽ cảm thông được sự cảm nhận của cha mẹ người khác Cho nên trên hiếu kinh nói Giáo dĩ hiếu Sở dĩ kính thiên Hạ chi vi nhân phu giả giả một người chân thật học được hiếu đạo Người đó nhất định sẽ kính trọng cha mẹ Của tất cả mọi người Cho nên người đó suy nghĩ rất cẩn thận Phải dùng phương pháp gì Mới có thể khiến cho nhà vua hồi tâm chuyển ý Có thể buông bỏ được chấp trước của mình Ông liền đem món đồ mà mình quý nhất để tặng cho vua Lễ nghĩa giàu khi đó Thần dân đem đồ dân tặng cho nhà vua Thì nhà vua nhất định sẽ đáp lễ Nên mời người đó ăn cơm Kết quả là khi ông ăn cơm Để yên một số thức ăn ngon nhất không động vào Trong lúc đó Thì nhà vua nhìn thấy và hỏi Vì sao không ăn những món ăn này vậy? Vì quan này mới nói với nhà vua Nhà của Hạ Thần tất cả những món ăn đều để cho mẹ của hà thần nếm trước bởi vì mẹ của hà thần chưa hề được nếm qua những món mà hoàng thượng ban cho vì vậy hà thần sẽ đem về cho mẫu thân nếm thử vừa nói như vậy thì đã làm nhà vua cảm động vua liền nói khanh có mẫu thân để bà phụng dưỡng còn ta sao lại không có liền đã thức tỉnh được tâm hiếu ở trong lòng của vua sau khi thức tỉnh xong cũng không thể nào nói trực tiếp là hoàng thượng người tự mình đã nói những lời như vậy không phải sao không thể trực tiếp nói như vậy vì sẽ khiến vua lúng túng mà liền cho vua một phương pháp ông nói bẩm hoàng thượng hiện tại có một nơi mà hoàng thượng chỉ cần ở nơi đó đào xuống đào thật sâu đào thành một đường dẫn nước vào sau đó ở nơi đó viết thành hai chữ là suối vàng Đặt tên nơi đó là suối vàng Như vậy thì hoàng thượng và mẹ Có thể gặp nhau ở đó rồi còn gì Đó chính là đến suối vàng Thì gặp lại được nhau rồi Cho nên phải làm như vậy thì Hoàng thượng Mới có bậc thang mà đi xuống Cũng đã khiến cho một sự việc Đáng tiếc cả cuộc đời Có thể quá giải được Giả lại động tác này không chỉ đã hóa giải được mối quan hệ của hoàng thượng và mẹ một người là vua thiên hạ nếu như làm ra hành vi bất hiếu thì có thể gây ra việc kéo theo không chỉ một người hai người bất hiếu mà thôi cho nên vị đại thần này không chỉ muốn thành toàn hoàng thượng của mình mà ông còn cứu giãn được nếp sống của cả xã hội Cho nên những thánh hiền nhân đọc sách ngày xưa Chúng ta thường xuyên đều dùng cách nghĩ của mình Để nghĩ các ngài Thật sự là chúng ta đã lấy giả dạ tiểu nhân mà đi đo lòng quân tử Vào thời của thương thang Chính là nhờ có y doãn Phò trợ Mà có thể lật đổ được hạ kiệt Thương thang Hai lần ba lượt dùng lễ rất trọng để mời y doãn đến phò trợ cho ông đều đem những thứ quý giá nhất mà y doãn không hề động tâm sau đó sau khi đến mời lần thứ ba thì mới mời được ông các vị bằng hữu là điều gì đã mời được ông Đương nhiên điều đầu tiên là thái độ tôn trọng Hiền tài của thương thang Chúng ta nói thái độ tôn hiền đã mời được ông Nhưng đây vẫn không phải là nguyên nhân căn bản Nguyên nhân căn bản là ở đâu? Là do Nhân dân thiên hạ đang trong nước sôi lửa bỏng Chỉ cần có một người nào, một hiền nhân nào mà thật sự có cái tâm nhân từ Muốn giải quyết nỗi thống khổ của nhân dân Ông nhất định sẽ bước ra Dù giàu dầu sôi lửa bỏng Cũng quyết không chối từ Giả lại thương tan Muốn mời y doãn bước ra Không phải là muốn đánh hạ kiệt Mà thương thang mời y doãn bước ra Là để phò trợ cho hạ kiệt Bởi vì chúng ta hiện tại cái gì cũng là lợi Cái gì cũng là danh Đều không thể hiểu được những hiền thánh ngày xưa Các ngài đích thực là có tấm lòng vì nước vì dân Sau khi giới thiệu được khoảng 10 lần Giới thiệu y doãn cho Hạ Kiệt Hạ Kiệt đều không tiếp nhận Ngược lại càng ngày càng bạo ngược vô đạo Sau đó bất đắc dĩ Mới thay trời hành đạo Mà lật đổ Hạ Kiệt Giả lại những thánh dương này Ngày xưa khi lật đổ được nhà Hạ Ông đã lập ra một nơi Để cho Con cháu của nhà Hạ Tiếp tục sống Không có chuyện Đuổi cùng giết tận Cho nên chúng ta Phải học tập lĩnh hội Được cái tâm này Vì thần tử này sự thận tư của ông lúc nào cũng đều nghĩ cho nhà vua sau đó còn biết cách suy nghĩ chu đáo biết phải đem một món đồ dân tặng sau đó nhà vua sẽ ban lại đồ đáp lễ ban đồ cho ông thì ông liền để dành đồ ăn ngon lại nhằm thức tỉnh tâm hiếu của vua cho nên chúng ta trong mối quan hệ cha con quan hệ quân thần trong mối quan hệ ngũ luân bạn phải tự mình suy nghĩ để thể hội được khi xuất hiện hoàn cảnh thế nào thì quá giải ra làm sao tốt rồi tiết học hôm nay chỉ học đến đây thôi xin cảm ơn mọi người